Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 33 ngày 28 tháng 11 năm 2017 đối với đối tượng Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại 290 Quang Trung 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 23 ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Vũ Duy Bang, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã số 24 ngày 28 tháng 7 năm 2017 đối với đối tượng Vũ Thị Kim Nhung, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và đối tượng Lê Việt Anh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Vinh, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 0692345860 và 0692321667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện